hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Ngày 23 tháng 4, Đoàn Thanh niên phường Thanh Sơn phối hợp với trường tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình ngoại khóa Chúng em kể chuyện về Điện Biên Phủ. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động mang đến không khí vui tươi phấn khởi, hân hoan hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Tiếp theo là phần thi kể chuyện theo sách với sự tham gia của hai đội chơi là đội quyết chiến và đội quyết thắng. Mỗi đội gồm 5 thành viên là các em học sinh từ khối 1 đến khối 5. Trong phần thi này, các em kể về những trận đánh hào hùng và những tấm gương mưu trí dũng cảm, lòng yêu nước nồng nàn của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Kết thúc cuộc thi, đội quyết chiến xuất sắc giành giải nhất, đội quyết thắng giành giải nhì. Ngoài ra, nhà trường cũng trao giải cho các lớp và các em học sinh tiêu biểu trong chương trình đọc sách theo chủ đề Sách Niềm Vui Trí Tuệ và nội dung viết hoặc vẽ thể hiện cảm nhận về cuốn sách em yêu thích. Cũng trong chương trình, các em học sinh nhà trường cũng được nghe Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, tham gia trả lời các câu hỏi đố vui về tên, tác giả, nhân vật của một số sách truyện thiếu nhi. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy tình yêu với sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để giáo viên, học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.